Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với cả tập mới nhất này nha. Bộ truyện này thì bây giờ hình như đang dịch tới chương 1300 bao nhiêu rồi đó. Và mới đi được 2/3 quãng đường trên tổng số bao nhiêu chương mình cũng chẳng nhớ nữa. Vì vậy dự tính là bộ truyện này sẽ kéo dài đến hết năm 2022 đây. Bây giờ thì chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu với chương 1195, tức là chỉ có sau những chương dịch mới khoảng tầm 100 mấy chương nữa thôi. Như vậy là ra khoảng tầm chục video nữa là chúng ta sẽ đuổi kịp với tốc độ dịch. Nên là khi mà chúng ta đã đuổi kịp tốc độ dịch rồi thì bắt buộc là phải đợi bản dịch mới có chuyện. Nên là cố gắng duy trì ở tốc độ vừa rồi, vừa. Nếu mình đọc nhanh quá thì là các bạn sẽ phải đợi khá lâu đấy. Quý cô xinh đẹp, vừa rồi cô cũng chưa ăn một miếng mì nào cả. Thân là một người đàn ông thì tôi cũng cảm thấy mình chắc hẳn nên mời cô đi ăn một chút đồ ngọt, cô nói xem có phải không. Cuối cùng đồ ngọt cũng không ăn được vì loa phát thanh trong sân bay gửi thông báo chuyến bay tới trễ cuối cùng đã đến rồi. Hành khách ngồi trên chuyến bay có thể bắt đầu đăng ký. Tô Bạch và cô gái sóng vai đi kiểm phiếu lên máy bay. Hai người đều là vé hạng thương gia, nhưng một người ở trên cùng và một người thì ở gần cuối cùng. Tô Bạch cũng không yêu cầu đối với cả vé mà ngồi xuống vị trí hàng hai gần cửa sổ. Hắn không có hành lý, sau khi ngồi xuống trực tiếp nhắm mắt định nghỉ ngơi. Xin chào ông, anh ta là bạn của tôi, ông có thể đổi vị trí cho tôi được không? Thực sự ngại quá. Vốn dĩ ngồi bên cạnh Tô Bạch là một người đàn ông chừng 40 tuổi, đối diện với lời mời của người đẹp máu lai, ngược lại gã ta đứng dậy đổi vị trí một cách rất dứt khoát. Rất nhanh mùi nước hoa thoang thoảng đã phả vào mũi Tô Bạch. Hắn mở mắt ra trông thấy cô gái bên cạnh đang nở nụ cười. Tôi vốn cho rằng anh sẽ yêu cầu người bên cạnh tôi đổi vị trí, nhưng mà không ngờ lại là tôi đấy. Cô gái dường như có hơi bất ngờ. Sau khi người bình thường biết được năng lực của mình, đầu tiên chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên, sau đó sẽ chủ động đi qua kết bạn với mình. Đừng hiểu lầm, tôi mời cô ăn đồ ngọt chỉ để cảm ơn lòng tốt lần này của cô thôi. Trên đời này thực sự không có nhiều người có lòng tốt như vậy đâu. Trước không quan tâm cô gái này có thân phận đặc biệt hoặc là có âm mưu gì không. Trước đó đối phương chủ động cưỡng chế hẹn mình ăn cơm để mình không đi vào và hút thuốc vốn chính là một hành động giúp đỡ với mình rồi. Cho dù cuối cùng Tô Bạch cần hay là không, thế ít nhất mình vẫn cần thể hiện một chút thiện ý với người ta. Cô gái duỗi tay. Giới thiệu một chút nha, tôi tên là Dương Tuyết, đây là tên tiếng Trung của tôi. Tô Bạch. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng bắt tay cô gái này. Tôi thật sự cảm thấy anh rất kỳ lạ đấy. Có vẻ như Dương Tuyết rất tò mò về hắn. Anh khiến tôi nhìn không thấu. Thật ra tôi chỉ là một tên lưu manh thôi. Tô Bạch khoát tay. Đúng rồi, nhắc nhở cô một chút nha. Năng lực đó của cô đừng có dùng lung tung. Có đôi khi một vài chuyện sẽ không thể thay đổi được đâu. Sao anh lại biết không thể thay đổi được? Dương Tuyết có hơi tức giận đáp. Chắc chắn có thể thay đổi được. Cô cần gì phải cố chấp như vậy? Tô Bạch nhìn cô ta với vẻ hơi bất ngờ. Hình như cô gái này luôn mang theo một loại cố chấp bướng bỉnh đối với cả chuyện tương lai có thể thay đổi được hay không. Bởi vì tôi đã từng thấy một hình ảnh. Vào ngày sinh nhật 60 tuổi của mẹ tôi, đột nhiên mẹ tôi lên cơn đau tim, chết trên bàn cơm. Tôi hy vọng có thể thay đổi nó, hơn nữa nhất định phải thay đổi nó. Cho nên vừa rồi anh đã cho tôi hy vọng bởi vì anh không chết. Đột nhiên Tô Bạch rất muốn nói, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh đèn treo trên đầu tôi rớt xuống dưới mà thôi. Còn hình ảnh mà tôi chết thảm, cô không nhìn thấy. Hơn nữa không nói đèn treo tường đó, mà cho dù là hỏa tiễn giáng xuống thì phỏng chừng tôi cũng chẳng chết nổi đâu. Nhưng mà nghĩ ngợi một chút, Tô Bạch vẫn cảm thấy, lúc này phân tích nhiều như vậy hình như cũng không có ý nghĩa gì to lớn cả. Để cô ta tuyệt vọng đợi chờ cái chết của mẹ mình thì sao đây? Con điều nếu đổi một góc độ mà nghĩ, cô ta phí tâm sức đi thay đổi toàn bộ chuyện này, nhưng mà hiện thực cuối cùng vẫn xảy ra như cũ. Vậy liệu rằng đả kích trong chuyện này có lớn hơn một chút hay không? Cho dù là chọn cái nào và cho dù là thái độ nào thì hình như đều là đau khổ. Bản thân Tô Bạch cũng không biết từ khi nào bắt đầu trở nên rất phản cảm đối với cả chuyện tương lai. Một mặt có khả năng là vì liên quan đến nhân quả, một mặt khác thì là chuyện tương tự cũng đã xảy ra trên người mình rồi.
Bức tranh đó của Cát Tường đã mấy lần từng nhắc nhở mình chuyện tương lai sẽ xảy ra. Ít nhất thì cảnh tượng trong bức tranh dự báo đều sẽ xảy ra. Đặc biệt là lần của Huân Nhi đó, Tô Bạch xem như cũng phí tâm sức hết rồi. Nhưng mà kết quả cuối cùng, cho dù là quanh co đủ lối thì ít nhất cảnh tượng trong bức tranh vẫn xuất hiện. Nếu như cho Tô Bạch chọn lại một lần, hắn thực sự rất có khả năng sẽ chọn từ bỏ. Bởi vì như vậy quá mệt, hơn nữa hắn hoàn toàn không có sự tự tin tuyệt đối. Hắn chắc chắn không phải một người theo đuổi lý tưởng cao đẹp là mục tiêu của cuộc sống. Hắn theo đuổi là sức mạnh chứ không phải là đi tìm hiểu bản chất của thế giới này. Cũng không phải muốn đi lật đổ ách thống trị của Phát Thanh. Thật ra hắn sống rất đơn giản, cũng rất đơn thuần. Hắn cần sức mạnh bởi vì hắn muốn vặn đầu một nam nữ đó xuống. Rất ít người sẽ lấy thù hận đơn thuần là mục tiêu trong cuộc sống của mình. Nhưng mà dường như Tô Bạch đã không còn lại bao nhiêu thứ khác nữa rồi. Nếu ngay cả hận cũng không có, vậy bây giờ mình sống như vậy quả thực không có ý nghĩa gì cả. Tôi không thể thường xuyên thấy được hình ảnh. Thật ra tôi đã tự mình ghi chép lại. Tôi chỉ nhìn thấy qua chưa đến 20 lần hình ảnh mà thôi. Một năm có khả năng cũng chỉ có một lần hoặc là nhiều nhất là 2 lần. Ngay khi tôi chuẩn bị đi giúp bọn họ thì bọn họ lại không nghe lời tôi. Thẳng cho đến hiện tại, bao gồm cả anh, chưa từng có một người nào nghe lời tôi cả. Bọn họ đều nhìn tôi như một kẻ điên vậy. Sau này khi tôi 17 tuổi, tôi biết năng lực của mình có thể sẽ mang tới sự bất tiện trong cuộc sống, cho nên tôi bắt đầu làm quen với việc kiềm chế và lạnh nhạt trước cái chết bất ngờ của người lạ. Mãi cho đến năm ngoái khi tôi nhìn thấy hình ảnh của mẹ ruột mình sẽ đột tử vào ngày sinh nhật 60 tuổi của bà ấy, tôi mới thực sự hoang mang. Tôi muốn thay đổi nó và muốn thử đi thay đổi. Cho nên đầu năm nay, tôi nhìn thấy một hình ảnh. Tôi muốn ngăn cản một người qua đường, nhưng mà anh ta là một tên trộm đang bị cảnh sát đuổi. Anh ta đẩy tôi ngã ra đường, thậm chí còn cầm dao cắt rách tay tôi rồi băng qua đường, bị một xe tải trực tiếp cán chết. Nói đến đây, đột nhiên Dương Tuyết khẽ cười. Đồn công an còn phát giấy chứng nhận thị dân dám đứng lên làm việc nghĩa nữa cơ. Nghe đến đây thì Tô Bạch cũng không nhịn được một cười. Quả thật là thú vị đấy. Hai người đều là người từng gặp qua những nỗi kinh hoàng lớn. Tuy rằng trải nghiệm của Dương Tuyết chỉ có thể nói là gió thoảng mây bay khi so với Tô Bạch, nhưng mà phải biết rằng Dương Tuyết vẫn luôn dùng thân phận của một người bình thường để chứng kiến, mà Tô Bạch thì lại cùng với cả dòng chảy của thời gian mà bắt đầu không ngừng mạnh lên. Cũng vì vậy mà chuyện mà mình cảm thấy rất đáng sợ trước đây, đến bây giờ theo quan điểm của hắn cũng thật là bình thường. Ví dụ như thế giới chuyện xưa ngày người giấy trước đây vậy. Nếu như đặt ở trong mắt của Tô Bạch hiện tại thì nó thực sự chẳng khác gì trò trẻ con. Người từng chịu khổ mới chân chính biết được niềm vui trong nỗi khổ có ý nghĩa gì. Anh là hình ảnh thứ hai tôi nhìn thấy trong năm nay đấy, Dương Tuyết nói với Tô Bạch một cách rất nghiêm túc. Anh đã cho tôi niềm tin, cảm ơn. Tô Bạch duỗi tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của Dương Tuyết. Cô gái con lai này lớn lên quả thật rất rung động lòng người. Thật ra có thay đổi hay không thay đổi cũng chẳng có ý nghĩa lớn cho lắm đâu. Tô Bạch nghĩ ngợi một chút, cảm thấy vẫn nên nói gì đó. Trước đó đối phương có lòng tốt nhắc nhở mình. Tuy rằng cái đèn treo đó không thể tạo thành uy hiếp gì với mình, nhưng phần nhân tình này thì vẫn có. Tôi cảm thấy thay vì cô vẫn luôn nghĩ cách giúp mẹ tránh được lời nguyền đột quỵ vào ngày sinh nhật 60 tuổi, còn chẳng bằng dành nhiều thời gian hơn để bà ấy được trải qua cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp trong khoảng thời gian từ bây giờ đến ngày bà ấy 60 tuổi đi. Tôi nhìn tuổi tác của cô thì mẹ cô cũng chừng ngoài 50 rồi. Thời gian vẫn rất đủ, cũng không cần thiết phải hoàn toàn đặt suy nghĩ lên loại chuyện này đâu. Ngược lại sẽ bỏ lỡ mất bản chất của cuộc sống đấy. Tôi không ngờ anh cũng biết an ủi tâm hồn như vậy đấy. Dương Tuyết chỉnh lại mái tóc của mình. Rõ ràng cô ta vẫn hơi để ý đến hành động tùy tiện vừa rồi của Tô Bạch. Không phải an ủi tâm hồn, Tô Bạch hạ tay xuống, lòng bàn tay ngửa lên. Một tấm thẻ làm bằng da lợn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đây là đồ ở bên Tát Mãn đi. Cô cũng có bản lĩnh đấy. Vậy mà thực sự lấy được cả thứ này sao? Tấm thẻ này được chế tác từ da lợn rừng. Rốt cuộc phương pháp chế tác thế nào thì Tô Bạch cũng không rõ, nhưng mà trên đó lại có tản ra một chút linh lực. Điều này chứng minh rõ ràng giá trị thứ này. Đại khái thì cái này có thể tính là một tiểu pháp khí. Anh trả lại tôi. Dương Tuyết cướp lại tấm thẻ đó từ tay Tô Bạch. Nếu mà như cầm thứ này đi trấn trạch thì không có tác dụng gì đâu. Ở thời cổ đại, một vài binh lính già và tướng quân già
bởi vì trước đây tạo sát nghiệp quá nhiều, cho nên lúc tuổi già mới cần thứ này trấn trạch để phòng ngừa người mà mình đã từng giết trước đây biến thành quỷ. Nhân lúc mình tuổi già tinh khí, tinh thần suy yếu tới quấy rầy mình. Trước đây mẹ cô cũng không phải là lính đánh thuê nên không dùng được cái này đâu. Ngược lại thứ này sẽ ảnh hưởng đến từ trường trong nhà, tạo thành gánh nặng nhất định cho cơ thể con người đấy. Anh nói là thật sao? Dương Tuyết hỏi với vẻ hơi do dự. Cô ta đã tốn một cái giá rất cao mới có được tấm thẻ này. Tin hay không tùy cô. Nếu đã như vậy, ôi... Dương Tuyết rất bất đắc dĩ. Lần này cô ta tới Đông Bắc chính là vì cái này. Bởi vì cô ta đã đưa mẹ mình đi kiểm tra sức khỏe, nhưng mà cơ thể của mẹ cô ta không hề có bất cứ vấn đề gì hết. Mà năm nay mẹ cô ta đã 57 tuổi rồi, có nghĩa chỉ còn 3 năm nữa sẽ đột tử. Cho dù không tổ chức sinh nhật cho bà ấy thì Dương Tuyết vẫn biết rõ cơ thể của mẹ vẫn sẽ xảy ra vấn đề, cho nên cô ta mới bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ một phương diện khác. Như vậy đi, tôi có một người bạn là một cao tăng đắc đạo đang ở Thượng Hải. Cô có thể dẫn mẹ cô đến chỗ anh ta thử xem. Cô ghi lại số điện của tôi đi, đến khi đó có thể thêm WeChat của tôi nữa. Cũng không phải đột nhiên Tô Bạch trở nên nhiệt tình, mà là vì bản thân của hắn không có hứng thú với cả chuyện này cho lắm. Nhưng mà phỏng chừng hòa thượng và Phật gia sẽ rất hứng thú với cô gái này đây. Đương nhiên không phải là với cơ thể của cô ta. Cảm ơn anh, tôi có bút ở đây rồi. Anh đọc đi, tôi ghi lại. Tô Bạch đọc số điện của mình và Dương Tuyết cũng ghi xong. Ngay khi hắn cảm thấy có thể chợp mắt nghỉ ngơi, lại nghe thấy Dương Tuyết ở bên cạnh một mình đột nhiên hỏi. Đúng rồi, anh thích mèo không? Mèo đen đấy. Tại sao lại hỏi như vậy? Bởi vì hình ảnh mà tôi nhìn được trước đó là trên trần nhà có một con mèo đen. Chính nó đã đẩy đèn treo xuống. Trong hình ảnh dự báo mà tôi trông thấy chỉ có kết quả là chính xác, nhưng mà trong hiện thực có khả năng sẽ có sự chênh lệch về mặt bối cảnh đấy. Cho nên tôi mới không ngây thơ như vậy, cho rằng không tổ chức sinh nhật cho mẹ tôi thì sẽ xảy ra không đột tử. Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Hai tay của Tô Bạch siết chặt lại. Bây giờ hắn thực sự có một loại cảm xúc muốn bóp chết cô gái này rồi đấy. Mèo đen từng để lại ấn tượng rất sâu sắc trong cuộc đời của Tô Bạch. Cho dù là Cát Tường hay là Như Ý thì đối với cả hắn mà nói đều có nghĩa đặc biệt. Tuy rằng bọn chúng đều không đáng yêu và cũng không biết làm nũng, thậm chí con này còn khó ở hơn con kia, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Tô Bạch thực sự cảm thấy mình có hơi may mắn. Ngay khi mình vừa mới trở thành thính giả, khi mình còn đang lo lắng về thế giới chuyện xưa tiếp theo và còn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng trong hiện thực, thì bên cạnh đã có một Cát Tường thích sĩ diện giả bộ cao ngạo. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì khi mình bị nhốt ở trong bóng tối ở nơi trứng đạo, có một con mèo đen tên là Như Ý cũng xem như im lặng bầu bạn bên mình. Hơn nữa có khả năng là vì trên người mình có khí tức của Cát Tường, cho nên khi đó Như Ý ở trong bóng tối đã không chọn giết mình đầu tiên. Bằng không, mình của khi ấy ở trước mặt móng vuốt của Như Ý thực sự không đáng để nhắc tới. Đương nhiên, Như Ý có phải tên là Như Ý hay không, hắn cũng không biết. Nhưng mà nghĩ đến nếu như Cát Tường đã tên là Cát Tường, vậy thì dứt khoát Cát Tường Như Ý rồi. Tô Bạch duỗi tay, sờ nhẹ lên gáy của người trẻ tuổi đang đeo tai nghe, không ngừng đung đưa cơ thể ở trước mặt đó một cái. Sau đó cơ thể của thanh niên trẻ tuổi bắt đầu co giật, miệng sùi bọt mép, có hơi giống với cả lên cơn động kinh. Trong lúc nhất thời, cho dù là hành khách hay là nhân viên phi hành đoàn đều trông có vẻ hơi hoảng loạn. Trong loa phát thanh máy bay đang tìm kiếm hành khách là bác sĩ trên máy bay tới giúp đỡ. Nhưng để đảm bảo máy bay vẫn tạm thời liên lạc được với cả mặt đất và bắt đầu hạ cánh tại một sân bay ở thành phố gần đấy, lúc này lộ trình vốn bay thẳng lại bị chuyển hướng. Ngay khi máy bay hạ cánh, Tô Bạch thuận theo đoàn người chen nhau đi xuống máy bay. Hắn đi thẳng ra khỏi sân bay, trông thấy một chiếc ô tô tư nhân đỗ bên đường và trực tiếp mở cửa xe. Xách người lái xe đang ngồi trong đó cho điện thoại ra, rồi cầm chìa khóa trong tay của anh ta nhanh chóng khởi động phóng xe đi mất. Một loạt hành động liên tiếp này rất giống với cả trò chơi GTA. Chỉ có điều Tô Bạch làm vậy cũng không phải để hưởng thụ khoái cảm của loại cướp xe phóng đi này, mà chỉ là vì cho dù là Cát Tường hay là Như Ý, nếu đã ở sân bay Giai Mộc Tư, vậy Tô Bạch nhất định phải qua đó gặp nó. Về phần tại sao lại chọn đánh đứt đèn treo trên đầu mình thì có khả năng chính là muốn nhắc nhở mình. Mà khi ấy chắc hẳn nó có chỗ khó nói của nó, hoặc là bị trói buộc gì đó nên chỉ có thể chọn dùng cách này để thu hút sự chú ý của mình thôi. Nhưng rất đáng tiếc,
Tô Bạch không thể chú ý đến điểm này được. Hắn vẫn chỉ cho rằng đèn treo rơi xuống chỉ là một sự bất ngờ. Hơn nữa khi ấy, phần lớn lực chú ý của hắn đều nằm trên lời nói của Dương Tuyết. Có khả năng Dương Tuyết đã hoa mắt, mà có thể chỉ là một loại trùng hợp. Nhưng mà cho dù là như thế nào thì Tô Bạch cũng không có lý do không quay lại xem. Đợi đến sau nửa đêm, Tô Bạch mới lại lái xe về đến bên ngoài sân bay Giai Mộc Tư. Hắn xuống xe, bước thẳng vào trong máy bay, sân bay. Lần này Tô Bạch trực tiếp trốn các cổng kiểm tra an ninh ở sân bay và tiến thẳng vào vị trí sân bay, chờ. Đổi lại là trước đây, ngược lại hắn rất thích cảm giác coi mình thành người bình thường. Nhưng đến lúc cần tiết kiệm thời gian mà vẫn khăng khăng vì loại cảm giác đó thì thực sự là đầu óc ngu dốt. Khu hút thuốc vắng hơn ban ngày rất nhiều, nhưng mà vẫn có top 5, top 3 dân hút thuốc ở bên trong phun khói nhà mây. Và một nhân viên nữ dựa vào quầy thu ngân bên đó ngáp dài. Tô Bạch đi vào trong, mảnh vỡ của đèn treo rớt xuống từ ban ngày đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trên đó cũng trống hơ, rõ ràng đèn mới đây vẫn chưa kịp chọn và lắp lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí trần nhà, cả người hóa thành một đám sương mù máu trực tiếp chui lên trên đấy. Một dân hút thuốc vừa vặn ở bên cạnh Tô Bạch, nhìn thấy cảnh tượng này còn xoa mắt mình theo bản năng với vẻ hơi ngơ ngác, nhưng mà vẫn không thể xác định được rốt cuộc có phải là mình hoa mắt hay không. Trên trần nhà là một ống thông gió, giống như bánh quy có nhân ở giữa là một vật ghép vậy. Tô Bạch nửa quỳ cả người chui vào trong đấy, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà hắn không phát hiện ra bất cứ manh mối nào cả, ngay cả một cọng lông mèo cũng không có. Tuy rằng đây là chuyện trong dự đoán, nhưng mà kết quả thực sự không thu hoạch được gì vẫn khiến cho hắn có vẻ bất đắc dĩ. Dương Tuyết nói cô ta đã nhìn thấy một con mèo đen ở trên trần nhà đánh đứt đèn treo tường. Rốt cục là có lý gì đây? Tuy rằng cô ta đã nói hình ảnh mà cô ta nhìn thấy ngoại trừ kết quả là chính xác ra thì có đôi khi cũng sẽ không phải toàn bộ cảnh tượng hình ảnh đều trùng khớp với tình huống xảy ra trong hiện thực. Ví dụ như cô ta nhìn thấy mẹ của mình sẽ chết trên bàn tiệc sinh nhật 60 tuổi, kết quả ở đây chính là mẹ cô ta sẽ đột quỵ vào ngày sinh nhật 60 tuổi. Còn về phần có phải là trên bàn tiệc sinh nhật hay không, và có phải ở bên bàn cơm hay không, những thứ này đều có khả năng sẽ thay đổi. Như vậy ý nghĩa chính là con mèo đen mà cô ta nhìn thấy cũng là một loại nằm trong dấu ngoặc. Con mèo đen đó đại diện cho ý nghĩa gì đây? Đối diện với cả sự việc nôn nóng và khao khát được biết mà bạn lại không hề có một chút manh mối nào, loại cảm giác này đúng là tra tấn người nhất. Lúc này điện thoại rung lên, Tô Bạch liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là một dãy số lạ thuộc vùng Thượng Hải. Hắn nhận máy, trong đó truyền tới giọng nói của Dương Tuyết. Ngài Tô, anh rời khỏi máy bay giữa đường sao? Dương Tuyết hỏi với vẻ thăm dò, bởi vì cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng tay Tô Bạch vỗ một cái vào ót của thanh niên ở trước mặt, sau đó thanh niên đó bắt đầu lên cơn động kinh. Có chuyện gì sao? Bây giờ Tô Bạch thấy hơi phiền rồi đấy. Lát nữa tôi sẽ để lại địa chỉ của tôi, cô đi tới nơi đó tìm người bạn của tôi là được. Được, phải rồi, ngài Tô. Bây giờ có phải anh đã đến Giai Mộc Tư rồi không? Dương Tuyết là một cô gái rất to gan. Cũng đúng thôi, từ nhỏ đến lớn được che chở dưới loại năng lực như là Final Destination này cơ mà. Phòng chừng một cô gái nhát gan đã sớm vào viện thương điên rồi. Có gì sao? Anh cảm thấy hứng thú với con mèo đó hả? Dương Tuyết nắm được trọng điểm. Đúng vậy, Tô Bạch thừa nhận. Hình thể của con mèo đen đó không lớn cho lắm đâu, hình như trên cổ có một cái chuông, Dương Tuyết nói. Hy vọng tôi có thể giúp được anh. Nói xong cô ta cúp điện thoại luôn. Phỏng chừng cô ta cũng vừa mới xuống máy bay và dự định sẽ đi thẳng tới nhà của Lão Phương, bởi vì nhà của Lão Phương cách sân bay quả thực rất gần. Chuông. Tô Bạch cất di động đi. Nếu trên cổ của con mèo đó đã có chuông, vậy chắc chắn không phải cát tường hoặc như ý. Bạn có thể tưởng tượng ra được trên cổ cát tường đeo một chiếc chuông, vừa bước đi kiêu ngạo vừa leng keng không đấy. Về phần như ý, con mèo đó quanh năm ở trong nơi chứng đạo đã sớm yêu thích với việc bóng tối và sự tĩnh lặng rồi. Nếu không thì ngoại trừ vị trong quan tài đó mang nó ra ngoài, hơn nữa còn có sở thích ghê tởm đeo lên cổ nó một cái chuông, bằng không chắc chắn không có khả năng là như ý đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch cảm thấy mình đã làm một việc công toi rồi. Cho dù rốt cuộc con mèo đen trong hình ảnh đó là gì, chỉ cần không phải Cát Tường và Như Ý thì không ở trong phạm vi cân nhắc của Tô Bạch. Nhưng mà cũng đúng lúc hắn dự định rời khỏi nơi này
thì một tiếng mèo kêu dài đột nhiên vang lên. Một tiếng mèo kêu này rất dài, bạn hoàn toàn không có cách nào nghe tiếng để đoán ra nguồn gốc của nó ở đâu. Một cái bóng màu đen từ từ xuất hiện ở một bên khác của cửa thông gió cách Tô Bạch chừng 15 mét. Hai con mắt màu lam nhạt đang nhìn chằm chằm vào hắn, mà lúc này hắn cũng đang nhìn nó chằm chằm. Vậy mà trên người con mèo này lại có linh lực hơi yếu. Nói cách khác, rất có khả năng chính là một con mèo yêu. Tô Bạch duỗi tay chỉ vào con mèo đó. Nhưng mà lúc này con mèo đó lại từ từ ngồi xuống gầm gừ một tiếng với hắn, giống như con hổ bị chọc giận. Mà Tô Bạch thì lại kính là kẻ địch tùy tiện xông vào lãnh địa của nó. Lòng bàn tay của Tô Bạch lập tức phát lực, lập tức không khí xung quanh bắt đầu bị đè nén. Móng vuốt của con mèo đó cào lên trần nhà, phát ra tiếng ma sát ghê tai, nhưng vẫn không có cách nào chống lại sức mạnh của hắn được. Sau khi kéo gần khoảng cách, Tô Bạch trực tiếp túm cổ con mèo này, lôi nó đến trước mặt mình. Trước sức mạnh tuyệt đối của hắn, con mèo chỉ mới tiến nửa bước vào lãnh vực yêu này, thực sự có hơi không thể đáng nhắc tới. Mèo là một loài động vật rất linh hoạt, nhưng mà trước đó con mèo này lại dự định lén nút đập chết mình. Đây là có thù với mình, hay là sau khi báo thù giết người vừa vặn trúng một tên khó giải quyết như mình? Thường mà nói thì pháp tắc ở hiện thực sẽ xóa bỏ loại yêu vật này. Nếu như con mèo này đi đến đâu cũng hại người lung tung như vậy, sẽ bị sét đánh xuống hoặc là bị phát thành ra nhiệm vụ hiện thực cho thính giả bản địa tới đây trừng trị nó. Hai tay của Tô Bạch giống như một đôi gọng kìm to trực tiếp cắp con mèo này lại. Hắn kiểm tra cẩn thận cơ thể của con mèo này. Đây chỉ là một con mèo cái, nhưng mà rõ ràng linh trí của nó chưa hoàn toàn mở hết. Một con mèo chưa hoàn toàn mở hết linh trí lại chẳng hiểu sao có thể sắp tu luyện thành yêu. Cảm giác này kỳ quái, giống như là một đứa trẻ bại não thi đại học lại thành đứng đầu tỉnh vậy. Có lẽ là có khả năng gặp được cơ hội nào đó chăng? Tô Bạch đoán như vậy. Ngay khi hắn lại lật con mèo này lên để mặt mèo đối diện với hắn, lúc này mắt mèo lập lòe ánh sáng màu lục nhạt. Tô Bạch đang đối diện với nó đột nhiên cảm giác như thể mình bị kéo vào trong một khu vực. Sau đó hắn nhìn thấy một con sông vàng đục ngầu, trên đó nổi đầy thi thể, xương cốt, và hai bên bờ cũng là thi thể chất thành đống. Hắn hơi sững sờ, bởi vì một màn này rất quen thuộc. Lúc trước khi mình gặp Cát Tường, lần đầu tiên cũng đã nhìn thấy hình ảnh trong mắt của nó. Vù! Ý thức của Tô Bạch cố tình chấn động. Bây giờ con mèo yêu này thậm chí còn chưa thể tính là yêu, nên hiển nhiên không có khả năng giam cầm Tô Bạch về mặt ý thức tinh thần được. Vừa vặn ngược lại, ngay khi hắn trực tiếp thoát khỏi ý thức của con mèo này, hắn bị phản chấn đến gần như sụp đổ. Dưới mắt nó chảy hai hàng lệ, miệng há ra, biến thành một bộ dáng ngu ngốc. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, hai móng tay mọc dài ra, sau đó lại trực tiếp cắm phập vào bụng của con mèo này. Từ trong ruột của nó, hắn phát hiện ra một khối thịt mang lông mèo. Cho đến hiện tại, miếng thịt này vẫn chưa bị tiêu hóa hết, mà trên miếng thịt này vẫn còn để lại yêu khí nồng đậm. Tô Bạch cầm miếng thịt máu tanh này trong tay, bàn tay bắt đầu kiềm chế cơn run rẩy. Hai mắt cũng gần như biến thành màu đỏ sậm rồi, bởi vì đây chính là thịt của Cát Tường. Tại sao thịt của Cát Tường lại ở trong bụng con mèo này? Bây giờ cả người Tô Bạch như từ trên trời rơi xuống, đều đang kiềm chế cơn run rẩy không ngừng truyền tới. Đây không phải là sự sợ hãi mà là tức giận. Với tính cách của hắn, hắn thực sự rất ít khi trải nghiệm được loại cảm xúc như sợ hãi này. Cũng rất ít khi đến mức tức giận cùng sức chịu đựng mà sụp đổ. Bởi vì có khả năng sâu trong linh hồn hắn, vì một loại những trải nghiệm mà bị coi thành tiểu quỷ lúc nhỏ, đã dẫn đến sự hung bạo thuộc về tiểu quỷ luôn nằm sâu trong lòng của hắn rồi. Đây là trải nghiệm cuộc sống và là những gì mà một nam một nữ đó đã làm với Tô Bạch để cưỡng chế gieo vào lòng của hắn. Cũng có khả năng ngay cả một nam một nữ đó cũng không ngờ được sẽ tạo loại thành tính cách vặn vẹo này cho hắn. Bởi vì có vài thứ có thể tính toán ra được, cũng có thể thôi diễn ra được. Nhưng nếu một nam một nữ đó không chỉ có thể tạo ra con người và khống chế cuộc đời của người khác, mà thậm chí ngay cả mấy phương diện như tính cách của người đó cũng có thể tạo ra dựa theo ý mình. Vậy một nam một nữ đó thực sự là ở cấp bậc nữ oa tạo ra con người rồi. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả nữ oa. Bởi vì sau khi nữ oa tạo ra con người, trong con người vẫn sẽ có người tốt và người xấu. Nữ oa cũng không thể khống chế được. Nên cho dù một nam một nữ đó có lợi hại cỡ nào thì cũng không thể khủng khiếp đến mức độ đó được.
bằng không đã được tính là cấp bậc vượt ca quả chúa sáng thế rồi. Cơn giận này giống như đổ nước vào trong chảo dầu sôi, không ngừng sôi lên sùng sục. Nếu như Cát Tường rơi vào bước đường này, vậy bé con sẽ ra sao đây? Cuối cùng Tô Bạch vẫn nhân từ với cả cha của Tô Dư Hàng, nhưng mà hắn cũng chẳng có bao nhiêu lòng nhân từ. Tin rằng Tô Dư Hàng sẽ nhân từ với con trai của mình. Một nam một nữ đó còn có thể coi con trai của mình thành vật phẩm tiêu hao, làm thí nghiệm mà tùy tiện nhào nặn, lại còn tính kế những cô nhi vốn có thân thể đáng thương trong cô nhi viện phải bước lên con đường đáng sợ đó. Người mẹ hờ đó của mình còn có thể khiến em gái ruột của mình tự đi về nhà, nằm lên giường rồi biến thành một thi thể thối rữa. Khi bạn đối mặt với kẻ thù, bạn sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì bạn có giới hạn nhưng mà kẻ địch của bạn thì lại không. Không hổ là con mèo gần như sắp biến thành yêu này. Cho dù đã bị Tô Bạch rạch toang bụng thì hiện tại nó vẫn còn chưa tắt thở. Nói thông tục thì mèo có 9 cái mạng, ý nghĩa cũng chính là mèo mạng rất lớn. Vậy có khả năng mạng của con mèo yêu này còn lớn hơn. Tô Bạch nôn nóng muốn biết rốt cuộc con mèo này đã nuốt thịt của Cát Tường ở nơi nào. Nhưng mà hắn lại không có khả năng siêu hồn. Dưới tình huống không có sự trợ giúp từ bên ngoài, hắn thực sự không thể làm được đến mức đọc ký ức của vật sống. Đây là học nghề nào thì nghiên cứu sâu nghề đó. Đáng tiếc hòa thượng không ở bên cạnh, bằng không cứ trực tiếp tìm hòa thượng sẽ tiện hơn. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lấy di động ra, nhấn một dãy số. Đầu bên kia điện thoại bắt máy rất nhanh. Alo. Là giọng của Giải Bẩm. Anh ta biết đây là số của Tô Bạch. Giọng điệu của anh ta không thể nói là cứng rắn bao nhiêu, mà cũng không thể nói là ôn hòa bao nhiêu. Hai người đều lấy mẹ của đối phương ra làm trò đùa. Đổi lại là người có trái tim rộng lớn bao nhiêu cũng không có khả năng lập tức bắt tay làm hòa rồi uống rượu vui vẻ. Mối quan hệ của đôi bên thực sự vẫn có hơi lúng túng. Giúp tôi một việc. Tôi có một người ở đây, tôi cần anh giúp tôi đọc ký ức của nó. Giải Bẩm tu ảo thuật chính, vậy anh ta chắc chắn có năng lực đọc ký ức linh hồn của người khác. Cái này cũng tương đương với cả một kêu một kỹ sư đi đo góc, chắc chắn anh ta cũng sẽ biết. Phía bên Giải Bẩm im lặng một lúc nhưng mà cuối cùng vẫn đáp. Được, cậu đang ở đâu? Tôi đang ở sân bay Giai Mộc Tư. Cậu đi thuê một phòng ở gần sân bay đi, tôi lập tức qua đó. Giải Bẩm cuối cùng vẫn đồng ý. 20 phút sau, một người đàn ông mặc tây trang màu xanh nhạt bước vào trong một khách sạn Hán Đình ở bên cạnh sân bay. Anh ta bước thẳng vào thang máy, đi lên tầng 3 rồi gõ cửa phòng 312. Cửa phòng được mở ra, Giải Bẩm bước vào. Nhìn ngoại trừ Tô Bạch ra thì anh ta không nhìn thấy người thứ hai trong phòng. Người đâu? Đang ở đây. Tô Bạch xách một con mèo bên cạnh giường lên, túm đuôi nó rồi vung lên giường. Mới đầu hắn còn lo liệu cái thứ này còn chưa được đợi khi Giải Bẩm đã đột nhiên về trầu trời rồi. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện ra sinh mệnh của thứ này thực sự rất ngoan cường. Tuy rằng không đến mức có năng lực nhanh chóng khép miệng vết thương như là ma cà rồng, nhưng mà cũng vẫn kiên trì trụ được đến bây giờ. Dù bị rạch bụng toang nhưng chưa tắt thở. Giải Bẩm đặt một tay lên đầu con mèo này, hơi cảm nhận một chút rồi nói. Thần thứ của nó bị tổn thương rồi. À, nó muốn dùng tinh thần lực vây tôi, kết quả bị tôi thoát được. Giải Bẩm gật đầu. Với thực lực của anh ta đối phó với cả loại tinh thần lực biến thái như Tô Bạch còn không có kết quả gì. Con mèo này đúng thật là quá không biết tự lượng sức mình. Đọc ký ức linh hồn của sinh vật vốn chỉ có thể lấy được một đoạn ký ức mà thôi. Với tình hình thế này có khả năng chỉ có thể đọc được một đoạn ký ức ngắn ngủi thôi. Giải Bẩm lại nói. Đây là một nhược điểm lớn nhưng mà cũng có chỗ tốt. Đó chính là trên cơ bản con mèo này đã giống với cả một tên ngớ ngẩn rồi. Việc đọc linh hồn ký ức của nó cũng trở nên đơn giản hơn. Tô Bạch mở lòng bàn tay ra để lộ một miếng thịt kèm lông mèo. Giúp tôi tìm được ký ức của miếng thịt mà nó đã nuốt đi. Tôi cần biết địa điểm chính xác. Thông tin liên quan đến cái này càng nhiều càng tốt. Tô Bạch vội vàng bảo. Cát Tường. Giải Bẩm hỏi. Anh ta rất hiểu Tô Bạch và ngày trước cũng đã từng thấy Cát Tường. Đúng rồi, Tô Bạch thừa nhận. Giải Bẩm hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra nặng nề, ý bảo Tô Bạch đợi một chút. Bây giờ tạm thời con mèo này vẫn chưa chết được, mạng cứng lắm, chỉ cần không tiếp xúc với cả linh hồn của nó hoặc là 8 phần trao đổi chất thôi thì sức sống của nó còn mạnh hơn cả thây ma phương Tây đấy.
Bây giờ tôi cần phải gọi điện cho ông chủ của tôi. Gọi cho anh ta sao? Tô Bạch có hơi không thể hiểu nổi. Đừng có hiểu lầm. Ông chủ của tôi đối với Cát Tường, ồ không, là có cảm giác đặc biệt với Lệ Chi. Trong đầu Tô Bạch hiện ra hình ảnh lần đầu tiên khi Lương Sâm chứng đạo muốn đặt bia mộ của mình ở vị trí ngang hàng với cả bia mộ của Lệ Chi. Kết quả bị bia mộ của Lệ Chi trực tiếp đánh vỡ vụn. Tình yêu đơn phương này thực sự là yêu đến sâu đậm mà. Ông chủ, phát hiện được thịt của Cát Tường trong bụng một con mèo yêu quái tầm 8 phần thôi. Giải bẩm trực tiếp nói ra trọng điểm của sự việc. Sau đó anh ta cúp máy luôn. Anh ta sẽ tới ngay thôi. Sức mạnh của thính giả cấp bậc đại lão huyền ảo hơn thính giả cao cấp như chúng ta nhiều. Anh ta thậm chí có năng lực bù đắp ký ức cho con mèo đó. Thần hồn rõ ràng đã bị tổn thương rồi. Mà việc đọc ký ức của sinh vật là một hành động mang tính tiêu hao một lần đối với cả một bên. Nếu tôi đọc xong cũng có nghĩa trên cơ bản thần thức đã bị phá hủy và tan biến. Cho nên nếu anh ta tới có thể nắm được ký ức hoàn chỉnh ở mức độ cao nhất. Tô Bạch gật đầu. Nếu đã như vậy, hắn cũng bằng lòng cho Lương Sâm ra tay. Chẳng qua hắn là vì con trai của mình, mà Lương Sâm có khả năng vẫn là vì đối tượng yêu đơn phương của mình. Con mèo bị rạch bụng vẫn đang nằm trên giường với tứ chi không ngừng co giật, giống như một con rắn gãy một chân còn đang giãy giụa vậy. Trong phòng thì lại tràn ngập mùi mèo hôi và máu tanh. Tô Bạch đi đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, sờ túi của mình theo bản năng nhưng lại phát hiện ra không có thuốc lá. Giải bẩm đi đến bên cạnh, đưa cho hắn một điếu thuốc. Tô Bạch nhận lấy cắn bên miệng, dùng bật lửa châm, sau đó ném bật lửa cho anh ta. Nửa ngày trước, hai người vẫn còn trong cục diện anh chết tôi sống, nhưng bây giờ lại đứng chung với cả nhau hút thuốc bên cửa sổ. Sự thay đổi của quan hệ nhân sinh quả thật rất thần kỳ. Đương nhiên, sở dĩ giải bẩm nhận điện thoại và đồng ý giúp Tô Bạch siêu hồn cũng là vì mẹ nuôi của anh ta đã mang đồ ăn tươi vừa mới mua được ở chợ thực phẩm về được đến nhà. Bất kể nguyên nhân và quá trình phát triển của sự việc thế nào, thì ít nhất cuối cùng Tô Bạch vẫn thu tay. Mâu thuẫn ban đầu của hai người chính là vì giải bẩm toan tính trước. Sau đó là Tô Bạch cứng rắn và cố chấp, gần suýt chút nữa đã tạo thành cục diện cá chết lưới rách rồi. Vậy khi đó mình rất có khả năng đã bị Tô Bạch giết chết. Nhưng cũng vì sự xuất hiện của anh ta mới khiến Tô Bạch hiểu ra. Phỏng chừng Lương Sâm không dám giết hắn, nhưng Tô Bạch hắn muốn giết người trước mặt anh ta cũng rất khó. Cuối cùng lấy lùi làm tiến, Tô Bạch không giết mẹ nuôi của giải bẩm khiến ngay cả giải bẩm cũng cảm thấy rất bất ngờ. Có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất cho hai người. Đương nhiên, chẳng ai nói lấy một lời cảm ơn với đối phương cả. Cho dù là Tô Bạch hay giải bẩm thì cả hai người đều không nói, bởi vì bọn họ đều cảm thấy không cần thiết phải nói. Quá khác người cũng không phù hợp với cả thời cuộc. Cũng chính lúc hai người vừa mới hút xong điếu thuốc trong tay thì một bóng người đã xuất hiện bên giường. Lương Sâm liếc mắt nhìn miếng thịt mèo bị Tô Bạch đặt trên giường đó, đôi mày hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp đặt một tay lên đầu con mèo này. Không có lời trao đổi dư thừa, cũng không cần phải giải thích gì cả, siêu hồn cứ bắt đầu như vậy. Rất nhanh, trên người con mèo này bắt đầu bùng lên một ngọn lửa màu lam nhạt. Đây là ngọn lửa linh hồn. Ngọn lửa này xuất hiện lấy linh hồn làm nhiên liệu. Một khi nó hiện ra, trên cơ bản có nghĩa sinh mệnh đã hoàn toàn kết thúc rồi. Ngay khi Lương Sâm rời bàn tay khỏi con đầu này, con mèo này đã hoàn toàn chết và biến thành một thi thể khô quắt. Anh ta rút một điếu xì gà trong cắn miệng, không nói gì, dường như cũng không định nói chuyện. Anh ta đang suy nghĩ, nhưng mà hình như cũng không nghĩ được gì cả. Dường như đã quá quen thuộc với bản tính của vị thính giả cấp đại lão này rồi, cho nên Tô Bạch quả thật không có cách nào thực sự tôn trọng anh ta lắm. Giống như là một minh tinh có nhân khí rất cao, bạn cũng rất thích anh ta, nhưng ngay khi bạn nhìn thấy anh ta hút thuốc phiện thì hình tượng của anh ta ở trong mắt bạn rất khó tạo dựng lại được. Đại khái qua chừng vài phút, Lương Sâm vẫn không nói chuyện. Mấy lần anh ta muốn giơ tay ra dường như muốn bấm đốt ngón tay, nhưng mà cuối cùng vẫn thu về. Tuy rằng bây giờ anh ta đã đợi vé xe lửa, nhưng theo bản năng anh ta vẫn không muốn dây dưa với cả mấy thứ ở cấp bậc sâu hơn một chút.
Một vài chuyện bạn không hiểu còn tốt, một khi bấm tay tính ra, chúng sẽ vô thức trói buộc bạn, đặc biệt là cấp bậc của đối phương, còn có khả năng là một nam một nữ đó. Chớ nói Lương Sâm vốn có tính cách hơi cẩn thận, dè dặt và nhát gan, mà cho dù là đối thành người khác cấp đại lão đi, chưa đến thời khắc vạn bất đắc dĩ thì thật sự cũng không muốn xuất hiện quan hệ đối đầu với cả một nam một nữ đó. Cũng giống với cả đạo lý, một học sinh ngoan nghe lời giáo viên trong trường học vẫn sẽ có một loại cảm giác sợ hãi đối với cả hạng lưu manh, du thủ du thực cùng trang lứa bên ngoài trường. Đang ở đâu? Cuối cùng giải bẩm hỏi trước. Lương Sâm duỗi tay chỉ lên trời. Căn cứ theo hình ảnh trong ký ức thì miếng thịt này là từ trên trời rơi xuống. Miếng thịt của Cát Tường từ trên trời rơi xuống sao? Tô Bạch không cho rằng Lương Sâm đang cố tình lừa bịp, bởi vì anh ta nhát gan chứ không phải là ngu xuẩn. Trên thực tế, người nhát gan lại càng thông minh hơn, bởi vì nhát gan cho nên bọn họ càng biết gần lợi xa hại để bảo vệ bản thân mình. Con mèo này chỉ là một con mèo nhà thôi. Một miếng thịt này rớt xuống sân thượng nhà nó, đối với cả nó mà nói lực hút quả thực vô cùng lớn, cho nên đã trực tiếp nuốt chửng miếng thịt. Nó chỉ hơi tiêu hóa một phần sức mạnh ít ỏi không đáng kể trong miếng thịt, và điều này đã thúc đẩy nó biến hóa giống như yêu. Đây là sự tiến hóa về cấp bậc sinh mệnh của mèo. Đột nhiên Lương Sâm cảm thấy rất nực cười. Mình thân là một thính giả cấp đại lão mà bây giờ lại đang đọc ký ức của một con mèo cưng nhà nuôi. Hơn nữa trên cơ bản ký ức này không có thông tin hữu dụng. Vị trí của gia đình mà nó ở trước đó đang ở đâu? Tô Bạch hỏi. Lương Sâm chẳng thèm nhìn Tô Bạch một cái, chỉ tùy tiện vung tay ý bảo mình không tham gia vào. Giải bẩm thấy thế mới đi cùng Lương Sâm ra ngoài. Không lâu sau anh ta đã quay lại, bước tới trước mặt Tô Bạch. Tâm trạng của ông chủ tôi không được tốt cho lắm, giải bẩm giải thích một cách. Vị trí thì tôi đã biết rồi, chúng ta đi xem thử thế nào đi. Ít nhất thì lần này cậu sẽ không cho rằng là chúng tôi bày cục đấy chứ. Tô Bạch không nói gì mà cùng giải bẩm bắt xe đi đến vị trí đó. Đây là một tiểu khu hạng trung, mà vị trí của hộ gia đình đó lại ở tầng 5 của tòa nhà, cũng chính là tầng trên cùng. Tôi vào nhà thử xem, cậu lên nóc nhà xem sao, giải bẩm nói với Tô Bạch. Tô Bạch đồng ý rồi trực tiếp tung người nhảy lên nóc nhà với tốc độ cực nhanh. Thật ra khả năng của việc tìm kiếm tốn công vô ích rất lớn. Miếng thịt đó không phải bị gặm xuống, mà là không biết tại sao lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Bản thân điều này có nghĩa rất ngẫu nhiên. Đi điều tra chuyện không có động cơ và mục đích tuyệt đối là khó khăn nhất. Lúc này sắc trời đã tối rồi, bóng trăng và sao cũng không sáng cho lắm. Một mình Tô Bạch đứng trên sân thượng, khi từ trên nhìn xuống dưới sẽ mang đến cho người một cảm giác cô đơn. Thịt của Cát Tường xuất hiện, như vậy bây giờ Cát Tường rốt cuộc còn sống hay đã chết thì hắn không rõ. Đương nhiên Tô Bạch không hy vọng con mèo đen thính giả thích giả vờ cao ngạo này đi đời như vậy. Bằng không một cây thực vật ở nhà lão Phương này thực sự sẽ trở thành một vật tưởng niệm cuối cùng mà Cát Tường để lại cho Tô Bạch mất. Cũng may tâm trạng đau khổ này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì ngay bên dưới Tô Bạch cũng chính là ban công của hộ gia đình mà con mèo yêu đó đang ở. Cửa sổ chạm đất trực tiếp vỡ nát, giải bẩm dùng hai tay ôm ngực, cả người bay ngược ra ngoài. Một cô gái mặc đồ ngủ đi chân trần đứng ở ban công. Mái tóc của cô ta xung tua đi, có vẻ như là một khắc trước còn đang ngủ say, nhưng quấy rầy mộng đẹp của một cô gái là một chuyện rất đáng sợ. Hơn nữa cô gái này còn sở hữu sức mạnh đánh bay giải bẩm ra khỏi cửa nhà. Tô Bạch đứng ở bên trên không khỏi lộ ra một nụ cười mỉm. Hôm nay giải bẩm thật đúng là xui xẻo. Ban ngày bị mình đè ra đánh một trận rồi, đến buổi tối mò đến nhà người ta lại bị một cô gái đánh bay ra ngoài. Có khả năng trước khi giải bẩm thăng cấp thành thính giả cao cấp cũng chưa từng trải qua ngày nào thê thảm tận hai lần như vậy. Giải bẩm đáp xuống đất một cách vững vàng. Tuy rằng rõ ràng trước đó bay ngược ra ngoài, nhưng mà thương thế trên người cũng không tính là nghiêm trọng cho lắm. Thật ra vẫn là giải bẩm đang kiêng dè cường hóa của đối phương, cho nên mới chủ động chọn lùi để giữ khoảng cách. Không có cách nào khác,
Ban ngày ra đối với cả Tô Bạch quả thật đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho sự tự tin của anh ta rồi. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái đang đứng trên ban công và cả Tô Bạch còn đứng ở bên dưới nữa. Cậu còn cười được sao? Giải Bẩm cũng tức đến bật cười. Chỉ có thể oán trách cái thứ hàng đứng trên ban công lúc này thật đúng là một tên thần kinh ở trong lòng. Hiển nhiên cô gái cũng phát hiện ra trên sân thượng trên nóc nhà mình còn có một người tồn tại. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn lên trên. Tô Bạch cũng đang hơi cúi đầu nhìn cô ta. Lời rồi, đêm hôm có hai thính giả cao cấp đại nhân mò đến cửa nhà một cô gái. Hai người các anh cũng thật là nhàn rỗi đấy. Cô gái rõ ràng là người trong giới và cũng chỉ có thể là người trong giới. Bằng không cho dù cô ta là yêu tà phương nào, nhưng mà nếu dám khoa trương ở trong khu dân cư như vậy thì phát thanh và pháp tắc của thiên giới này đã sớm tiêu diệt cô ta rồi. Ở trong thế giới hiện thực này, đến một cấp bậc tương đương với cả thính giả cao cấp mà không phải thành viên thính giả, ngoại trừ Cát Tường, Như Ý ra thì hình như Tô Bạch cũng chưa từng nhìn thấy người nào khác. Đương nhiên mấy thứ chỉ có thể trốn trong góc tối tăm mà không thể lộ diện không tính. Có chuyện muốn tới hỏi một chút. Tô Bạch đáp một cách rất bình tĩnh. Nếu đối phương cũng là một thính giả cao cấp, vậy hiển nhiên Tô Bạch phải bình ổn tâm cảnh. Đương nhiên cũng không thể trách Giải Bẩm không thăm dò kỹ mảnh đất quê nhà này đi. Một là anh ta cũng là thính giả cao cấp, vừa mới thăng cấp chưa được bao lâu. Những thính giả cao cấp đó cũng không nhất định phải vì mối quan hệ đồng tính của anh và Lương Sâm mà sợ anh đâu. Chủ động nịnh nọt và lôi kéo quan hệ với anh. Lương Sâm không phải là Võ Tắc Thiên và Giải Bẩm cũng không phải là trai bao của anh ta. Những thính giả cao cấp đó cũng được tính là nhân vật chư hầu một phương, nên hiển nhiên không có chuyện không có giới hạn như vậy. Nguyên nhân nằm ở phương diện khác, chính là vì trước khi Giải Bẩm trở thành thính giả hình như đã ra sức làm ăn ở Thượng Hải, cũng đến vài năm chưa trở về nhà rồi. Cho nên tất nhiên anh ta cũng không quen với các thính giả bên Đông Bắc này cho lắm. Ồ, nực cười đấy. Nếu tôi không phải thính giả thì có phải bây giờ tôi đã bị hai người các anh đè lên giường, tùy tiện muốn hỏi thế nào thì hỏi như vậy không? Cô gái bị quấy rầy giấc mộng đẹp hiển nhiên rất bất mãn. Cho dù đối thủ trước mặt là hai thính giả cùng cấp bậc thì cô ta vẫn không hề sợ hãi như cũ, cũng không dự định nẻ mặt gì cả. Hơn nữa cô ta như xem đã nhìn ra được hai thính giả cấp bậc này rất lạ mặt. Nhìn trạng thái khí tức, rõ ràng là một tốt người vừa mới thăng cấp gần đây. Cơ thể của Tô Bạch đáp xuống ban công, đứng đối diện với cô gái. Miếng thịt này được phát hiện ra trong bụng của con mèo nhà cô, Tô Bạch nói. Ngọt ngào nhà tôi, nó sao rồi? Đột nhiên đôi mày của cô ta nhíu lại. Anh lấy miếng thịt này ra, vậy nó rốt cuộc sao rồi? Đôi mày liễu của cô gái nhíu chặt lại, có vẻ đang rất tức giận. Rất dễ nhận thấy Giải Bẩm cũng nghe ra được, rõ ràng đối thoại ở hai bên, lập tức hô lên. Cẩn thận ống xi đồng của cô ta đấy. Bởi vì anh ta biết Tô Bạch muốn làm gì. Đối mặt với sự chất vấn của cô gái, Tô Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận như vậy. Con mèo mà cô nuôi là chuyện của bản thân cô. Cô muốn cho nó hóa yêu cũng là chuyện của bản thân cô. Nhưng mà cô không quản nó cho tốt, để nó làm rớt đèn trên đỉnh đầu ở khu hút thuốc trong sân bay, gần như đã đập chết tôi rồi đấy, cô biết không hả? Nó là thú cưng mà cô nuôi, đây là trách nhiệm của cô. Tô Bạch vừa nói xong đã đấm một quyền về phía cô gái này. Trước khi đánh nhau phải nói lý trước, nói ra nguyên nhân tại sao phải đánh cô. Việc này gần như đã trở thành quy tắc bắt buộc rồi. Cô gái sững sờ. Anh suýt chút nữa bị đèn treo dùng trong khu hút thuốc sân bay đập chết sao? Toàn bộ sân bay sập xuống cũng không đè chết được anh. Anh lợi hại như vậy sao không lên trời đi? Hiển nhiên cô gái này biết rõ Tô Bạch đang tìm lý do, hoặc là nói đang cố tình tìm cái cớ. Và hắn quả thật đang làm như vậy, bởi vì cô gái này rất không hợp phối. Vậy nên phải đánh cho cô ta ngoan ngoãn phối hợp mới được. Bây giờ những chuyện còn lại của hắn đều không hề có chút manh mối gì cả. Nói thật, ngoại trừ đánh nhau ra thì cũng chỉ còn lại đánh nhau thôi. Một quyền này đấm tới, cô gái bắt đầu lùi lại theo bản năng. Rồi một quang ảnh màu đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nắm bắt bắn thẳng về phía Tô Bạch. Tô Bạch duỗi tay định bắt lấy nó theo bản năng, nhưng mà tia sáng này lại vòng qua lòng bàn tay của hắn,
Hơn nữa trong nháy mắt đã xuất hiện, thủng vai trái của hắn 4 lần liên tiếp, để lại trên vai trái của hắn 4 cái lỗ máu rồi. Tốc độ thật nhanh, lực xuyên thấu cũng thật đáng sợ. Mái tóc của cô gái mặc đồ ngủ này bay lượn trong gió giống như là ma nữ trong phim vậy. Tóc đen xõa tung nhảy múa, đồng thời dưới bàn chân trần cũng giống như mọc rễ vậy, tựa như một con thằn lằn nhanh chóng bò lên trên vách tường. Tư thế này không thể nói là thoải mái được đến đâu. Bây giờ Tô Bạch cũng hiểu tại sao mới đầu giải bẩm lại bị đá bay ra khỏi ban công rồi. Cơ thể của anh ta vốn không ổn nên hiển nhiên không dám nán lại nơi đó, để ống xì đồng tùy tiện đâm loạn. Biển máu. Hai tay của Tô Bạch mở ra, hắn chẳng thèm quan tâm thương thế trên người mình, chỉ là mấy cái lỗ máu mà thôi, đối với hắn mà nói thực sự không tính là gì. Ngay lập tức cả người của hắn hóa thành một đống máu tươi. Máu tươi bắt đầu lan ra hình thành một quầng sáng cực lớn trực tiếp bao phủ về phía cô gái. Quang ảnh hóa ra từ ống xì đồng không ngừng nhanh chóng giao nhau, để lại những tàn ảnh liên tục tấn công vào biển máu mà Tô Bạch hóa thành. Nhưng mà hắn vẫn tiếp tục bao phủ. Cô gái híp mắt lại. Cô ta biết rõ đòn tấn công vật lý đơn giản đã rất khó tạo thành sát thương chân chính cho Tô Bạch ở trạng thái này rồi. Lập tức, ngón tay của cô ta chỉ lên trời, trầm giọng quát một tiếng: "Dụ lôi!" Ống xì đồng lập tức hướng lên tầng mây. Trên trời vang lên một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, quang ảnh màu đỏ biến thành một quang ảnh lóe lên sức mạnh sấm sét, nhanh chóng giáng xuống, xuyên thủng biển máu của Tô Bạch trước khi biển máu sắp chạm vào được người cô gái này. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, biển máu cuộn lên. Không, là bị đánh nổ mới đúng. Sau đó biển máu tan rã, một cơ thể tàn tạ rơi xuống mặt đất. Cô gái mang theo nụ cười mỉm bay xuống bên cạnh Tô Bạch. "Anh chủ động tấn công tôi, cho nên tôi giết anh là phòng vệ chính đáng đấy nha." "Hả? Thật sao?" Tô Bạch ở trên mặt đất đột nhiên há miệng nói. Cô gái hơi kinh ngạc, nhưng mà ngay khi cô ta chuẩn bị làm ra phản ứng thì đã không kịp nữa rồi. Tô Bạch với cơ thể tàn tạ trong nháy mắt vọt hai cánh tay tới bóp cổ cô ta. Hai người dán chung với nhau, ống xì đồng lơ lửng bên cạnh Tô Bạch nhưng mà lại không dám làm ra bất cứ động tác gì. "Bây giờ cô đang bị tôi cận thân đấy. Cô có thể thử xem trước khi ống xì đồng của cô đâm xuống, tôi có thể giết cô trước hay không?" Tô Bạch nói bên tai của cô gái này. "Không thể nào. Cho dù anh là huyết tộc nhưng mà dưới đòn tấn công vừa rồi của tôi, anh chắc chắn đã chết rồi. Tôi cũng cảm giác được anh đã chết." Nói đến đây đột nhiên cô gái quay đầu nhìn về giải bẩm vẫn đang ở đó, tức giận quát: "Lao cho quỷ của anh." Giải bẩm nở nụ cười, chỉ vào đầu mình: "Tôi bị cô đá ra ngoài, nhưng mà khi còn ở trong phòng cô đã bất chi bất giác rơi vào trong ảo cảnh của tôi rồi, cho nên những tính toán và khống chế của cô trong trận chiến cũng bị tôi đánh lừa một ít. Bây giờ tôi lại hỏi một lần nữa nha, miếng thịt mèo này cô lấy được từ đâu?" Nhưng mà sau khi hỏi, Tô Bạch lại nghĩ đến một chuyện, đó chính là Lương Sâm đã nói miếng thịt mèo này từ trên trời rơi xuống cơ mà. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.